Vâng, xin chào quý vị và các bạn lại đến với kênh YouTube của Điện Máy Ruby. Hôm nay đây đang lên một bộ già sự kiện nhỏ nhỏ thôi nhưng mà có võ rất là mạnh quý vị và các bạn. Với dàn âm thanh này quý vị và các bạn có thể phục vụ 300-400 khách. Ok như quý vị và các bạn. Thêm cặp súp nữa là 500-600 khách là thoải mái. Đây cấu hình này chỉ có một cặp súp đơn. Từ neo, dòng neo cao cấp nhất coi 125 như quý vị và các bạn. Và hai bên này mỗi bên ba cái loa lai dày 30 đơn đồng bộ từ neo của Ruby luôn. Trên là loa lai dày của Ruby, dưới là cặp súp hàm đơn 50 coi 125 của Ruby. Hàng bên mình đều nhập khẩu về làm tại công ty của bên mình luôn, lắp ráp tại công ty của bên mình, nhập khẩu trực tiếp nước ngoài về lắp ráp lại. Và cái dàn máy thì đây, cái dàn máy thì cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Mấy con men này thì bây giờ tiết kiệm cái sức lực cho quý vị rất là nhiều, chống đau lưng về để còn phục vụ vợ nữa. Đầu tiên đó là cái con men hai kênh. Đây, hai kênh trước đây của mình có thương hiệu là Ruby này, Asawa này, Asahi thì cũng đều của Ruby Professional. 2000W trên một kênh. Sau này anh khách có thể nâng cấp thêm một cặp súp đơn nữa là ok, thoải mái như quý vị và các bạn. Phía trên này là con men 4 kênh, 1600W trên một kênh, Ruby R4 1800S. 1600W trên một kênh nhé quý vị và các bạn. Sau có thể thêm một cặp loa nữa vẫn ok, thoải mái như quý vị và các bạn. Kế đến còn có số BE260, bộ mic Ruby R79 và cái đầu quản lý nguồn điện của CF. Dòng nguồn điện cao cấp Mixer CMS 1000. Dòng này hàng chuẩn. Hàng chuẩn nhập Trung Quốc nhưng mà hàng chuẩn chị nhé quý vị và các bạn. Chứ không phải hàng của Đức, ok. Thì giá thành tiền nào của đó quý vị và các bạn ạ. Hàng của Đức thì giá nó rất là mắc, mấy chục triệu cơ. Ok nha anh em. Và tối nay thì bên mình sẽ lên hàng xuống Bình Phước rất mau, ngày mai quý vị và các bạn mình sẽ review trực tiếp và giới thiệu cho quý vị và các bạn chi tiết về cái dàn âm thanh này. Rất mong quý vị và các bạn đón xem chi tiết cái cấu hình bên mình bàn giao cho anh khách ở dưới Bình Phước ra sao và như thế nào. Và ngày mai mình sẽ báo giá cụ thể chi tiết cái bộ dàn này. Thì ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cảm nhận sơ cái chất âm một chút xíu. Mình sẽ test sơ một chút xíu thôi. Anh kỹ thuật đang căn chỉnh lại và test sơ bản nhạc trữ tình và hát hòa mấy câu. Sau đó thì ngày mai bên mình sẽ có cái clip chi tiết bàn giao cụ thể và test đâu đó cái chất âm cho quý vị và các bạn cảm nhận rõ hơn. Ok nha quý vị và các bạn. Cuộc sống cũng lo toan, tình lúc lúc nghe
anh hoa xuân. Em nào dám gửi phận vẫn cho anh mang. Rồi lòng lớn nhất anh mong trong cuộc đời là đánh mất em vì to tuổi đôi mươi, là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được lối. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ cần có em lên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời. Ok, vâng, xin chân thành cảm ơn quý khách đã lắng nghe những bản nhạc vừa rồi. Và kính mong quý vị và các bạn đón xem cái clip thứ hai bên mình đi bàn giao cho bác khách ở dưới Bình Phước. Thì cái video thứ hai bên mình sẽ quay rõ ràng hơn, test cụ thể hơn. Nếu mà anh ấy có beng thì bên mình sẽ quay sẽ ok hơn nữa. Như quý vị và các bạn, và giá thành mình sẽ báo rõ ở cái video thứ hai. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm và ủng hộ cho điện máy Ruby rất là nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.